cựu Thủ tướng Tony Blair thăm luận tại Việt Nam. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair hiện đang cấn chuyến viếng thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp cựu Thủ tướng Anh vào chiều ngày 23 tháng 7, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Vương quốc Anh nỗ lực đưa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh Quốc phát triển lâu rộng trên tất cả lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo. Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực như thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển mô hình đối tác công tư, phát triển giáo dục, đào tạo. Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, đồng thời tham dự và trình bày tham luận tại tọa đàm về xu hướng đầu tư toàn cầu. Những khuyến nghị đối với Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với văn phòng Tony Blair tại Hà Nội tổ chức. Tháng 9 năm ngoái, tờ Telegraph đưa tin ông Tony Blair đã ký thỏa thuận làm cố vấn cho Chính phủ Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện vụ tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam khẳng định hiện chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký giữa hai bên.